Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Betahis. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Betahis cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của beta -hist. Hoạt chất beta -histin. Dạng bào chế Dạng viên nén Công dụng và chỉ định Điều trị hội chứng MNIRE đã được xác định bởi 3 triệu chứng cơ bản sau đây. Chóng mặt kèm theo buồn nôn hoặc nôn. Suy giảm thính giác. ù tai. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Liều khởi đầu 16 mg, 3 lần một ngày. Liều duy trì trong khoảng 24 đến 48 mg mỗi ngày, liều hàng ngày không nên vượt quá 4 mg. Chống chỉ định. Quá mẫn với beta histin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng. Bệnh nhân bị u tế bào ưa chrome và bệnh nhân bị hen phế quản cần được theo dõi cẩn thận trong quá trình điều trị. Do thuốc có tác động giống histamin có thể gây co thắt đường hô hấp do can thiệp lên thụ thể H1. Cẩn thận trọng khi điều trị cho bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày hoặc đang có vết loét đường tiêu hóa do thuốc có tác động giống histamin có thể làm tăng tiết axit dịch vị do can thiệp lên thụ thể H2. Bệnh nhân bị u tủy thượng thận do thuốc có tác động giống histamin có thể làm gia tăng huyết áp do tăng tiết adrenaline. Người già, do ở độ tuổi này, những hoạt động chức năng sinh lý thường giảm nên áp dụng những biện pháp như giảm liều và tăng cường theo dõi kiểm tra. Trẻ em chưa xác định được tính an toàn khi sử dụng thuốc cho trẻ em. Tác dụng phụ thường gặp: buồn nôn, khó tiêu, phản ứng quá mẫn, rối loạn ngục, hô hấp và trung nhất, làm tệ hơn tình trạng hen phế quản vốn đã sẵn từ trước, khó chịu dạ dày nhẹ, nhức đầu, phản ứng quá mẫn da và mô dưới da như phù, nồi mề đay, phát ban, ngứa. Tương tác thuốc kháng histamin, chủ vận beta 2. Không có nghiên cứu tương tác in vivo nào được thực hiện. Không nên dùng đồng thời beta histine và các thuốc kháng histamin. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm beta hist, đồng thời biết cách sử dụng beta hist sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.